Ngô Kiến Huy và Diệu Nhi xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ẩm thực kỳ duyên. Và thưa quý vị, với phương châm đó chính là muốn được yêu phải siêu tài bếp. Luật chơi chúng ta như sau, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cô gái và 1 chàng trai. Nhiệm vụ của 4 cô gái này, nếu muốn chinh phục chàng trai ấy, các bạn phải trải qua 3 vòng thi đấu. Vòng đầu tiên là vòng tâm giao. Chúng ta sẽ có 3 phút cho mỗi cuộc trò chuyện, sau đó chàng trai sẽ chọn ra 3 cô gái xinh đáng nhất để bước tiếp vào vòng 2. Đó là vòng sở trường. Ở đây 3 cô gái sẽ nấu những món ăn sở trường của mình cho chàng trai, và sau đó chàng trai chọn 2 cô gái để bước tiếp vào vòng cuối cùng là vòng chinh phục. Vòng chinh phục, 2 cô gái này sẽ nấu một món ăn mà chàng trai này rất là thích. Và sau khi nếm xong thì chàng trai này sẽ chọn ra một cô gái duy nhất sẽ sánh bước cùng mình đi đến con đường tương lai. Và dĩ nhiên họ sẽ được một giải thưởng, đó là 20 triệu đồng. Quá tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là một nhân vật rất là quan trọng, đó là phụ huynh của anh ấy. Đúng vậy. Xin mời người thân của chàng trai. Chào bác. Chào Duy. Dạ. Chào bác ạ. À. Dạ, con mời bác ạ. À. Chắc là các cô gái thằng nó áp lực hôm nay, giống như là mình đang có một cái buổi về ra mắt gia đình không hề nhẹ nhẹ đâu nha. Đó. Nói chung rất là đơn giản. Bi á, thì cái khẩu vị của nó cũng như là mọi người thôi. Nhưng mà có nghĩa là Bi nè, đếm bằng lưỡi, mắt á, thì nhìn coi có hợp không. Vậy là càng khó khăn. Cảm ơn bác. Và xin mời bác về vị trí để sẵn sàng ạ. Và bây giờ sẽ là 4 cô gái ngày hôm nay. Họ là ai? Xin mời ạ. Đầu tiên là bạn Vương Thùy Trang, đến từ Bình Dương và là một nhân viên văn phòng tại công ty nước ngoài. Cô bạn tiết lộ mình là người rất có trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với thử thách và rất thân thiện. Tuy không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng bạn rất tự tin vào khả năng nấu nướng của mình. Xin mời bạn Vương Thùy Trang. Và tiếp theo là bạn Vũ Huỳnh Thanh Tâm, hiện đang kinh doanh mỹ phẩm. Bạn đang khéo léo băm ớt bằng một dao. Tham gia thử thách về ẩm thực là một lựa chọn rất khó với bạn khi bạn không thực sự giỏi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Tâm có thể lật ngược tình thế hay không? Hãy cùng nhau chờ xem nhé. Xin mời Thanh Tâm. Còn đây là cô nàng tuy thân hình khá mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ, đang bầm thịt bằng hai dao. Đó là bạn Đỗ Yên Đan, hiện đang là diễn viên múa, đến từ Buôn Mê Thuột, rất quyết đoán và cầu toàn. Đôi khi cũng khá là mơ mộng và tin vào giác quan của mình. Xin mời bạn Đỗ Yên Đan. Và người cuối cùng là bạn Mai Thị Quỳnh, đến từ Thanh Hóa. Tự nói rằng mình là một người rất là hòa đồng, vui vẻ và khá thẳng tính. Với phương châm, con gái thời nay cũng có quyền chủ động với tình cảm của mình. Quả thật là quá xuất sắc. Xin mời bạn Mai Thị Quỳnh. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đoạn clip ngay bây giờ để xem anh ấy là một chàng trai như thế nào. Xin mời. Mỗi ngày cứ bận rộn như thế, không chỉ theo đuổi con đường nghệ thuật mà phát triển kinh doanh ăn uống cũng là một mục tiêu mà tôi đang hướng đến. Nếu em thích đi du lịch thì tốt quá. Trong máy ảnh của anh sẽ đều là hình ảnh của em. Có thể cùng em đi một chuyến du lịch. Nắm tay anh nhé. Rất quen thuộc ạ.
Và chúng ta cùng nhau chào đón bạn Nguyễn Đăng Khoa. Xin mời. Lời đầu tiên xin Cherry Mart gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả đang có mặt ở đây, cũng như là các vị khán giả đang xem chương trình. Chào anh Kiến Huy, xin chào chị Diệu Nhi và chào bốn cô gái xinh xắn. Và không biết là ngày hôm nay thì bạn tới với chương trình thì cái mục tiêu đầu tiên về vấn đề nấu ăn thì sao ạ? Tại vì ba em là người Bắc, mẹ em là người Trung và em sinh ra ở Nam. Cho nên là gia đình em mỗi ngày ba má em nấu một món, cho nên là em ăn đủ hết á. Em chỉ biết sợ đắng thôi, còn như em ăn được hết. Ăn đủ hết. Ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được. Nào, xin mời bị mắc về vị trí ạ. Thế bây giờ chúng ta hãy đến với vòng đầu tiên, vòng tâm giao, xin mời. Và bây giờ Bimax, bạn sẽ chọn ai trước ạ? Dạ, em sẽ chọn cái màu em yêu thích. Màu em yêu thích? Dạ, là màu vàng ạ. Thì mời bạn Quỳnh. Rồi. Bạn Quỳnh, xin mời Đăng Khoa. Chúng tôi có đồng hồ đóng giờ đàng hoàng, đừng ăn gian nhé. 3 phút bắt đầu. Nếu nha, nếu mà Quỳnh quen một người làm diễn viên mà công việc của họ luôn là bận rộn và thời gian một ngày dành cho Quỳnh rất ít, thì Quỳnh có lo lắng đắn đo gì không? Thực ra thì em cũng làm bên nghệ thuật. Nếu mà cả hai bên đều hiểu cho cái công việc của nhau thì em nghĩ đấy là không thành vấn đề, miễn sao là ở trong cái khoảng thời gian đấy là mình vẫn tôn trọng đối phương. Tôn trọng là cái tiêu chí đầu tiên. Với lại đặt thêm một câu hỏi nữa, nếu mà một ngày nào đó mà Quỳnh đang chuẩn bị một bữa ăn nhá, ví dụ là Bi đi, đợi Bi về rồi nhưng mà đã chuẩn bị hết, nhưng mà ngày hôm đó lại xui là cái lịch quay nó lại thêm bắt phải đi quay tiếp và phải về trễ, thì liệu cái cảm giác hôm đó sẽ như thế nào ta? Theo tính cách của em nhá, nếu mà hôm đấy anh quay gần nhà thì cái đồ ăn đấy thì em sẽ mang tới cho anh. Xa nhà thì chắc là em phải cất lại, và nếu mà anh về trễ hơn thì anh sẽ ăn, còn không thì em sẽ nấu những món khác ạ. Thế thì em sẽ cố gắng nấu những món mà anh thích. Ok, cảm ơn Quỳnh nhiều. Chưa hết 3 phút mà giờ ngồi ngại quá, không biết nói gì hết nè anh ơi. Câu chuyện hay tiếp tục nào. Dễ thương quá, không khí ngại ngùng kìa. Thế về lịch quay của anh thì có nặng không ạ? Tức là mình có bị căng thẳng về thời gian quay không? Thật sự nếu mà thời gian thì cũng không đến nỗi đâu. Khi nào mà nó vô mùa thì phải đi làm suốt thôi. Tại vì đi quay ăn toàn là đồ, những món ăn nó không có được nóng. Và nó không, nhiều khi nó không hợp khẩu vị đúng không ạ? Chính xác, nhưng mà mình phải ăn để có sức đi làm. Tại vì cái bao tử nó cũng cần người chăm sóc lắm. Và một người làm hậu phương vững chắc cho anh đúng không ạ? Dạ vâng. Và thời gian đã hết rồi ạ. Cảm ơn bạn. Em cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời Khoa hãy chọn người kế tiếp ạ. Dạ. Em xin mời Trang ạ. Thùy Trang, Thùy Trang, xin mời bạn. Thời gian 3 phút bắt đầu. Tại vì nghe Bi nói là Bi sợ đắng đúng không? Trang thì Trang cũng có tài là làm bánh, nên là Trang làm bánh này thì Trang tặng cho Bi, chứ Trang không muốn tặng cái gì mà đắng cho Bi hết. Cái này là ngọt ngào tí nha. Cái này là ngọt ngào tí nha. Cái này là ngọt ngào tí nha. Cảm ơn Trang nhiều lắm. Như cái vấn đề hồi nãy luôn á, là nếu mà một quen một bạn mà có thời gian làm việc như thế này, bận như thế và thường xuyên phải có những bữa ăn một mình, thì Trang có buồn nhiều không? Cái này thì Trang cũng xin chia sẻ thật á, là công việc của Trang mặc dù không phải là diễn viên, ca sĩ, người mẫu gì hết, chỉ là một nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà cũng sáng mở mắt ra thì tối đi làm mới về, thì cũng ăn một mình, uống một mình, ăn một mình, uống một mình cũng không sao. Nhưng mà khi mà xuất hiện một người mới rồi nha, thì quan trọng là cái việc mà mình thông cảm, tôn trọng. Và cái quan trọng nhất đối với Trang là tin tưởng lẫn nhau, dành thời gian chia sẻ cho nhau đó. Ok. Mình có một cái sở thích gì đó hoặc là một cái định hướng gì đó cho cái mẫu bạn trai của mình không? Nói tìm một cái mẫu lý tưởng thật sự rất là khó. Thật luôn, không thể nào có một cái mẫu chung được. Mình gặp, nếu như mình đó hai trái tim nó đồng điệu nhau, nó hiểu nhau, duyên, thì thôi, đúng rồi, cái duyên, đúng rồi, Trang nói tên duyên. Dạ, rồi cái duyên, dạ. Trang còn một cái câu hỏi nào đó muốn tìm hiểu thêm không? Hay về cái khẩu vị thì đang ai biết chia sẻ đó. Khẩu vị của Bi thì Bi đã chia sẻ rồi. Cây cây mặn ngọt, cái chung là cái khẩu vị nó đậm đà đúng không? Đúng rồi, chính xác, phải đậm đà. Giống Trang không ăn bột ngọt nha.
giống Trang. Ăn bột ngọt là bị nhiễm bột ngọt á. Hết thời gian ạ. Rồi. Cảm ơn bà Thùy Trang. Xin mời Bi. Còn hai cô gái ạ. Xin mời bạn Tâm. Xin mời bạn Thanh Tâm. Thời gian 3 phút bắt đầu. Em muốn hỏi là tại sao anh không mời em lên nói chuyện với anh đầu tiên? Hỏi ngược luôn nha. Một cô gái cá tính nè. Bi cũng chia sẻ thật. Tại vì cái gì nó khởi đầu bằng cái màu mà mình yêu thích á, thì nó sẽ như là, có một câu là đầu xuôi đuôi lọt. Thì thật sự là cái màu vàng là màu mà Bi thích. Về cái việc mà tại sao lại mời sâu thì đó, nó chưa chắc đâu, cái gì nhiều khi nó sâu nó lại hay hơn đấy. Ví dụ như bạn trai của Tâm nhá, là làm diễn viên đi về và cầm tầm 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mà nói là em ơi anh đói quá, thì Tâm sẽ làm gì? Có thể là em với bạn trai em sẽ cùng nhau đến một cái siêu thị 24 giờ, sau đó là mình sẽ cùng nhau nấu ăn tới sáng luôn đó. 3 giờ là nấu cho tới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng đó. Em nghĩ là nấu những món đơn giản như là mình làm xúc xích nè, xong mình chiên trứng rồi mình ăn rồi mình nhưng đi ngủ. Mình sẽ cảm thấy rất là vui đúng không? Dạ. Dạ. Em đặt cho anh một câu hỏi lại được không? Ok. Ok. Anh có ngại một cô gái không biết nấu ăn không? Ngại hả? Không, nếu mà nói ngại thì anh sẽ không ngại đâu, nếu mà anh đã thương rồi. Yeah. Dạ. Sẵn sàng anh nấu cho người ta ăn được mà. Thì em cũng không ngại cái việc mà thử nấu ăn. Em chỉ ngại cái việc mà mình không có ai để cùng thưởng thức nó thôi. Cho nên là nếu như thật sự mà em với anh tìm được tiếng nói chung thì chỉ cần anh thích thì em có thể nấu tất cả những món mà anh... Wow. Hết thời gian rồi. Cảm ơn Thanh Tâm. Dễ thương. Vậy chỉ còn cô gái cuối cùng thôi, đó chính là bạn Yên Đan. Mời Đan. Thời gian bắt đầu. Chào Đan. Đan có lo rằng những cái bữa ăn và những cái khoảnh khắc mà khi mà mình quen bạn trai mà lại tự nhiên nó lại bị cô đơn, thì là có chấp nhận được hay không á? Dạ, thì thú thật với anh thì nếu như mà mình có bạn trai thì lúc nào mình cũng luôn muốn là ở gần người ta rồi được vui vẻ rồi được cùng nhau nấu ăn. Nói không buồn á thì là nói xạo rồi. Có thể một ngày không bên nhau 24 giờ nhưng mà bên nhau 1 tiếng đồng hồ thôi mà mình không có cãi vã, mình nói những thứ vui vẻ, mình nấu những món ăn ngon, thì đối với em như vậy là được rồi. Anh ơi, em cảm thấy thật sự là 4 cô gái ở đây như là 4 tuyệt phẩm vậy đó anh à. Em có coi trong clip á, là anh nấu ăn cũng chắc là rất là điêu luyện, thì không biết là cái kỹ năng này là chú chỉ cho anh hay là bác ở nhà vậy? Cái kỹ năng của anh á, đa phần bữa chính á, là do mẹ. Tại vì mẹ anh nấu ăn cũng rất là ngon. Còn những cái bữa ăn phụ, ví dụ như sau 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng là ba. Là những lúc mà đói ngang xương đó là ba luôn dậy lên ăn. Và hết thời gian rồi. Cảm ơn bạn. Em nói câu cuối nha. Bác cho phép con nói câu cuối. Dạ. Dạ, thì em cũng không ngại là người thay thế cái vị trí của bác đây. Có nghĩa là khung giờ từ 12 giờ đến 5 giờ sáng ạ. Rồi, mời bạn. Ừ, nói cho cố rồi 3 giờ ông dựng dậy nấu ăn. Xin mời Đăng Khoa, Bimax hãy đưa ra quyết định cuối cùng. 4 bạn ở đây thì nếu mà có một bạn ra về thì thật sự là Bimax cũng mong là các bạn sẽ không buồn nhiều nha. Bạn đầu tiên là bạn Trang. Thùy Trang. Bạn sẽ tiếp tục vì bạn rất là hiểu ý. Chúc mừng Trang ạ. Tiếp theo là Tâm. Tâm sẽ cùng Bi tham gia tiếp. Vì Tâm đặt một câu hỏi mà làm Bi cảm thấy thật sự là phải nín thở để trả lời. Còn Đan. Xin lỗi Đan. Mình sẽ phải gặp nhau sau khi mà quay hết chương trình. Như vậy
vậy là Mai Thị Quỳnh là cô gái thứ ba tiếp tục bước vào vòng 2. Và ngay bây giờ chúng ta phải chia tay với bạn Yên Đan. Trước mắt thì xin lỗi Đan. Dạ. Và một cái việc mà khiến cho Bi để đưa ra cái quyết định này cũng rất là khó khăn. Nói chung là một phần đó là vì công việc của hai đứa đó. Bi mắt thấy rằng tình cảm của Đan dành cho Bi mà Bi không thể nào mà mình làm lại được, hoặc là mình có thể đáp ứng lại được cái tình cảm đó, thì mình cảm thấy rất là có lỗi. Nên đó là lý do mà Bi chọn Đan. À thì khi mà mình ra về ở vòng đầu tiên á thì em cũng không có buồn lắm, tại vì nếu như mình thực sự cảm thấy không có hợp á thì mình coi như là làm bạn. Cảm ơn bạn Yên Đan rất là nhiều. Xin mời bạn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước qua vòng 2, vòng sở trường. Xin mời. Và tại vòng này thì ba con gái sẽ thực hiện một món ăn sở trường của cô ấy. Và dĩ nhiên những món ăn này chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ cho các bạn. Đó chính là một đầu bếp. Đầu bếp Nguyễn Huỳnh Đăng Tuyên, xin mời thầy. Dạ, chào thầy. Bây giờ thì các bạn hãy nói tên món ăn mà các bạn sẽ chuẩn bị và thầy sẽ là người góp ý cho các bạn. Xin mời đầu tiên bạn Thùy Trang ạ. Dạ, em xin chào thầy ạ. Hôm nay em sẽ nấu món ăn đó là thịt bằm xào lá húng quế nhưng mà kiểu Thái. Dạ, nó phải có vị đậm đà, kiểu chua cay ngọt ngọt tí. Thịt bằm xào lá húng quế kiểu Thái nữa. Với món này thì thực chất nó sẽ không quá gây nhiều khó khăn cho bạn trong quá trình chế biến đâu. Chủ yếu là mấy bạn phải biết cân đo đong đếm cái gia vị cho nó hợp lý, để nó không quá ngọt, không quá mặn, không quá cay, nhưng ngược lại cũng không được quá chua. Khoa ơi, bạn ăn cay giỏi không? Dạ, em ăn cay được ạ. Ăn cay được. Và tiếp theo ạ, xin mời bạn Thanh Tâm. Chào thầy ạ. Dạ, hôm nay em sẽ nấu món trứng hấp thịt băm ạ. Trứng hấp thịt bằm, một món tương đối giống như món chả trứng của cơm tấm hoặc là mắm chưng, nhưng có lẽ bạn ở đây bạn không sử dụng phần mắm mà chỉ là phần thịt trộn với một số nguyên liệu. Và cái yêu cầu ở đây có lẽ cái phần bề mặt mấy bạn phải có một cái lớp trứng cho vàng và thật là hấp dẫn. Thế là món này cũng đáng mong chờ đây. Đáng mong chờ. Và cuối cùng là bạn Quynh. Em thưa thầy là hôm nay em sẽ gửi tới mọi người món ba chỉ lắc xả tắc ạ. Chỉ lắc xả tắc. Nghe lạ quá. Chắc có lẽ bạn sẽ làm món ba chỉ giống như truyền thống là sẽ ướp xả để chiên, sau đó bạn sẽ sáng tạo bằng cách lắc giống như món xoài hoặc là món trái cây nào đó. Phải không bạn? Wow. Biết đâu nó sẽ là một cái trào lưu sau này thì sao? Và bây giờ xin mời thầy Đăng Tuyên về vị trí ạ. Dạ, xin mời thầy. Và trước khi ba bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu nấu ăn thì mỗi bạn sẽ vượt qua 3 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Nếu như trả lời đúng hết hoàn toàn 3 câu hỏi thì chắc chắn các bạn sẽ nấu ăn bình thường, vui vẻ, không có gì hết. Còn nếu như chỉ cần trả lời sai một câu duy nhất, chỉ một câu duy nhất, các bạn sẽ bị hình phạt. Và hình phạt này xảy ra trong quá trình các bạn thực hiện món ăn. Và các bạn đừng lo lắng, bởi vì 3 câu hỏi này đều xoay quanh món ăn mà các bạn thực hiện, cho nên là dễ dàng thôi. Quá dễ dàng. Dạ. Nào, với bạn Thùy Trang, với món ăn là lá húng xào thịt bằm thì những câu hỏi dành cho bạn như sau. Câu hỏi đầu tiên: xào thịt đến khi nào thì ta mới có thể cho lá húng quế vào được? A. Khi nào thịt gần chín rồi mới bỏ lá húng quế vào. B. Bỏ lá húng quế vào xào cùng thịt ngay từ đầu. Và C. Khi nào thịt được trưng ra dĩa thì bỏ lá húng quế lên. Ai ạ? Đáp án A. Ghi nhận kết quả. Câu số 2. Thời gian xào thịt để món giữ được tròn vị là A. 5 phút, B. 10 phút, C. 15 phút. C ạ. Lưu kết quả. Câu hỏi số 3. Loại ớt được sử dụng trong món ăn này là A. Ớt sừng, B. Ớt hiểm, C. Cả hai đáp án trên. Dạ, C ạ. Cả hai đáp án trên. Như vậy là với bạn Thùy Trang, 3 câu hỏi thì bạn đã trả lời sai được 1 câu hỏi. Xin chúc mừng bạn. Và đã phải chấp nhận hình phạt. Bạn sai ở câu số 2. Thời gian xào thịt để món giữ được tròn vị là A. 5 phút nha. Dạ, anh Tâm ơi, những câu hỏi xoay quanh món trứng chưng thịt bằm của bạn. Câu đầu tiên: món trứng chưng thịt bằm hấp trong bao lâu sẽ chín? A. 15 phút, B. 30 phút và C. 1 tiếng. B. Ghi nhận.
món trứng chân thịt bằm được làm chín theo cách nào là đúng nhất? A. Làm chín bằng hơi nước. B. Làm chín bằng lò vi sóng. Và C. Làm chín bằng cách nướng. À. Chúng tôi ghi nhận. Câu cuối cùng. Loại trứng sử dụng cho món trứng chiên thịt bằm là loại trứng nào? A. Trứng gà. B. Trứng vịt. Và C. Trứng cút. Trứng vịt à? Trứng vịt. Chúng tôi ghi nhận ba câu hỏi này. Rất tiếc, bạn trả lời hoàn toàn chính xác. Wow. Thời gian 30 phút thoải mái thực hiện món ăn và cuối cùng. Cô gái Quỳnh ngày hôm nay với món ba rọi lắc xả tắc. Câu hỏi đầu tiên, loại ớt được dùng trong món ba chỉ lắc xả tắc là loại ớt nào? A. Ớt sừng. B. Ớt hiểm. C. Cả hai loại ớt trên. Ớt hiểm ạ. B. Lưu kết quả. Câu hỏi số 2, loại ba chỉ có lượng nạc và mỡ như thế nào sẽ làm cho món ba chỉ lắc xả tắc ngon hơn? A. Lượng mỡ và nạc đều nhau. B. Lượng mỡ nhiều hơn lượng nạc. C. Lượng nạc nhiều hơn lượng mỡ. A. A. Lưu kết quả. Câu hỏi cuối cùng, trong món ba chỉ lắc tắc xả sử dụng loại muối nào là đúng? A. Muối iốt. B. Muối tôm. C. Muối ớt. A. A. Rồi, và như vậy thì với ba câu hỏi này thì bạn đã trả lời sai hai câu hỏi. Câu sai của bạn là câu đầu tiên này, loại ớt nào được dùng trong món ba chỉ tắc xả này. Câu hỏi này theo nghiên cứu của đầu bếp là có thể dùng được hai loại ớt, đó là ớt sừng và ớt hiểm luôn, cái nào cũng được nha. Và sai nữa là ở câu số 3, trong món ba chỉ lắc xả tắc sử dụng loại muối nào là đúng, thì theo đầu bếp chứng minh đó là muối tôm là đúng, là sẽ ngon nhất. Như vậy hình phạt các bạn như sau ạ. Hình phạt dành cho bạn Thùy Trang nhảy một điệu nhảy bất kỳ nhưng phải có động tác rõ ràng tay chân theo hiệu lệnh của MC trong suốt quá trình làm. Bạn Quỳnh, Quỳnh thì bạn phải có thử thách, đó chính là cắt thịt ba chỉ bằng một tay. Hầu như là không thể làm được luôn á. Nhưng mà bạn sẽ làm được mà, tôi tin bạn. Nào, và thời gian 30 phút bắt đầu. Xin mời thầy. Cái món này món ở khẩu húng rau húng quế này. Mình nên chọn cái rau húng quế cho nó có mùi thơm, và đặc biệt là mình nên cho nó vào không có quá sớm, tại nếu sớm nó sẽ bay mất mùi và nó sẽ bị thâm cái phần lá. Cái lá này nó sẽ bị cháy đen. Nó tương đối đơn giản cho món này nhưng nó kỹ thuật xào cho nhanh. Em nên cắt cái này cho nó thật là mỏng, mỏng đều một xíu, khi mình ăn cảm giác nó dễ chịu hơn. Dạ dạ. Phụ huynh qua, phụ huynh qua, phụ huynh qua. Chào con. Dạ. Làm đừng rung nha. Dạ. Dạ sẽ không rung đâu chú, con cố gắng ạ. Bì nó khoái ngọt lắm. Khoái ngọt, dạ giống. Nó khoái bỏ miếng đường vô. Dạ. Chú có thích ăn cay không ạ? Chú không thích mà bì nó thích. Thích thật. Rồi có cái vụ cô Quỳnh này nè. Con này độc nè. Con đang sợ là tí con thái một tay thì không sợ cái miếng thịt nữa có còn đẹp cho chú ăn hay không. Thùy Trang ơi. Dạ. Tới giờ nhảy rồi nào. Nhảy nào. 2, 3. 1 tà, 2 tà, 3 tà, 4, 5 tà, 6 tà, 7 tà, 8, 3 tà, 2 tà, 3 tà, 4. Rồi, làm tiếp thôi. Đây, để một em xem nhá. Ấy là ngon rồi đó nha. Lần đầu tiên em nấu đi. Vậy hả? Thấy bầm cái nấm mèo là thấy ngon rồi đó. Cẩn thận nha, cái thời gian. Anh cẩn thận không bị ám mùi đấy. Cố lên, cố lên. Em sẽ cố gắng. Qua đây là đói liền luôn anh ơi. Nghe mùi thơm quá đúng không? Dạ, thơm lắm. Sao được qua quan sát những cô gái ấy, bạn đang có ấn tượng về cách chế biến của anh? Dạ, em đang ấn tượng với Tâm ạ. Tâm? Dạ. Em thấy sắc nghệ lắm. Ồ, rất nghệ thuật. Đó, anh nhìn sắc đi, qua đây anh nhìn thấy sắc thì thấy cưng thiệt. Bắn tim. Con ăn cay được không? Ăn cay được. Super cay nha. Siêu cay luôn hả? Ừ. Được luôn. Được luôn. Giờ okay. Nấu ăn hết á. Ok. Trang ơi, chàng trai ấy tới rồi, mình tặng điệu nhảy đi nào. 2, 3. Một điệu nhảy cùng em không hả? À đó. Dễ thương quá. Cái đó là rượu hay là nước mắm vậy ta? Đậm đà. Đậm đà. Các bạn còn thời gian là 10 phút. Cái gì 10 phút á? Ôi. 10 phút á. Em ước gì cái mic bây giờ nó nằm ngay cái bụng em thì mọi người sẽ nghe được cái tiếng mà trong đây nó đang kêu gào đấy vậy. Đói quá đúng không? Nghe mùi đó là hấp dẫn mà. Bây giờ xin mời bạn Vi về chỗ để chuẩn bị thưởng thức.
Wow, ba đỏ bên đây rất là thơm, rất là giòn nè anh Huy ơi. Chưa ạ, chưa giòn ạ. Chưa giòn à, mà muốn nó giòn nữa à, bạn còn 8 phút đó. Hả? Bạn còn trang trí nữa đó. Thùy Trang ơi, bạn còn 8 phút. Thanh Tâm, bạn còn 8 phút. Trời ơi, 8 phút mà chín kịp không? Lo quá. Ép cho nó chặt lại em, ép cho nó chặt lại, ép cho nó chặt lại. Rồi, đưa vô nồi hấp. Các bạn còn thời gian là 7 phút à. Quỳnh ơi, bạn còn 7 phút và miếng thịt của bạn vẫn chưa được cắt. Bạn định làm món thịt lắc tảng hả? Nhanh lên à. Nào, cắt, cắt. Món kia mới khó, món kia bây giờ chưa có chiên thịt xong nữa kìa. Trang ơi, Trang, chúng tôi đang muốn thấy điều nhảy của bạn nào. Trang ơi. Bay đâu nào, bên phải đó, bên trái đâu. Sau khi nhảy thì món thịt của bạn Trang đã banh rồi, anh Huy ơi. Cái gì vậy? Đậm đà. Anh Hải em rồi đó. Thầy ơi, hôm nay mình ăn đậm rồi thầy. À, à. Một tay. Khó lắm luôn à. Ủa bạn ơi, cái này mình dùng hai tay rồi đó. Một tay thôi. Nhưng mà mình lấy cái đũa mình cắm vô được á. Đúng à. Rồi. Đó. Cho chiên thêm tí nữa được không ạ? Trời ơi, 5 phút mà thịt vẫn chưa chín, thần linh ơi. Chín rồi nhưng mà chưa giòn thế ạ. Cái này còn sống nhăn luôn, 5 phút. Và bên đây, trời ơi. Ôi, thôi xong rồi, Đại Dương ơi. Hứa hẹn là em ăn đồ sống rồi nữa. Để đen xuất hiện rồi kìa. Đen đó người ta gọi là khét nha Quỳnh nha. Tôi thấy mùi khét ở đây rồi đó. Bạn còn thời gian là 3 phút, chưa thấy món nào được trình bày hết. Trời ơi, bây giờ bạn hãy cầu mong cho cái trứng này chín nha. Tôi thấy không hề ổn miếng trứng này đâu. Thầy ơi, là đến lúc thầy phải xem cái trứng này tí nữa mình ăn thầy ơi. Thầy ơi, bây giờ mình check làm sao cho biết là trứng chín à. Để lấy cái phần dao mình ấn vào đây ha. Cái này nó cũng đã tương đối là gần chín rồi, không còn lâu nữa đâu. Nhưng mà thầy làm vậy là nó xấu. Đâu sao em, bây giờ nó gần chín rồi đúng không? Không có để cái lòng đỏ vô quá sớm mà để thịt nó chín khoảng 90% hoặc là chín chín rồi thì người ta mới cho phần lòng đỏ lên và người ta sẽ không đậy nắp. Tại khi mình đậy nắp nồi lại nó bị hầm hơi nước và nó sẽ làm cái lòng đỏ trứng nó bị chuyển màu. Ờ, bạn ấy cũng có một cái khâu mà chiết xuất trứng cũng khá là đặc biệt. Hao quá. Tài sản của chương trình. Lòng đỏ còn phân nửa. Lắc rồi, lắc. Đây là lắc, đây lắc ba rọi nè. Ngon quá ba rọi. Lọ đường của em đâu? Món thịt bằm quế Thái nè. Rất cay nha em ơi. Thơm. Cay ha. Không nói nên lời luôn. Thật sự rất đậm đà nha. Ba rọi lắc xả tắc. Chính vậy bạn. Ừ nha. Chúng ta thử một miếng nha. Thử thôi mình. Mà nước bọt đã tiết ra rồi. Nó rất lạ ha. Tưởng chừng như là nó không ăn được. Nhưng thật ra thì nó không ăn được thiệt. Nó không ăn được ở số lượng ít thôi. Nếu bạn ấy làm nhiều hơn sẽ tốt hơn. Thời gian là 1 phút. Và chúng tôi quan sát thấy rằng món trứng hấp của bạn Thanh Tâm vẫn sống nhăn răng. Trời ơi. Đẹp nè. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Anh Huy ơi, cũng đã sắp đến thời gian đếm ngược rồi anh Huy ơi. 30 giây. Trời ơi, ok rồi. Trời ơi. Lấy ra nóng nha, lấy ra nóng nha, cẩn thận nha. 15 giây. Như vậy ba món ăn đã sẵn sàng sau 30 phút chế biến. Và bây giờ xin mời Đăng Khoa hãy chọn món ăn đầu tiên bạn muốn thử ạ. Dạ, món đầu tiên em muốn thử là món của Trang ạ. Xin mời chị Trang ạ. Thịt xào húng quế vị Thái. Rất là ngon. Đó. Dạ, bây giờ thì xin mời thầy cũng như con mời bác trai và mời bạn Bi thưởng thức món ăn này. Dạ, đây con lấy cho bạn.
Và bây giờ thì xin mời thầy nhận xét như thế nào món ăn này và cho điểm ạ? Một món ăn tương đối là thành công. Thì ở đây bạn làm đúng theo cái tinh thần của món Thái, là nó có một đậm đà, rồi một chút vị cay thơm của lá hương nhu, lá quế. Món này thầy thấy tương đối là ổn. Chúc mừng bạn. Số điểm thầy dành cho món ăn này của bạn Thùy Trang là bao nhiêu ạ? Đó là... Trời ơi 9 điểm. Chúc mừng bạn. Xin mời bác trai ạ. Bác trai nhận xét như thế nào ạ? Cái món này mà bé Trang nấu đúng là nó có hương vị của Thái luôn á. Tại sao biết không? Thái thì nó cay rồi đó, mà cái thịt con làm thấm ăn với cơm được. Bác rất thích món này. Một like dành cho bạn. Chúc mừng bạn. Như bậc chính thì cảm thấy thịt thì nó rất là thấm, mà khi mà mình trộn trứng vô lại thì nó lại có một cái vị béo riêng rất là thơm. Biểu cảm của em là như vậy. Cười. Chúc mừng bạn Thu Trang, một tín hiệu rất là tốt. Và ngay bây giờ chúng ta đến với món ăn thứ hai. Món thứ hai thì Bimat muốn ăn cái món của cô gái lần đầu tiên bước vào bếp. Đó chính là bạn Thanh Tâm. Món trứng hấp thịt. Xin mời Thanh Tâm. Thanh Tâm ạ. Wow. Mày thầy. Món ăn làm rất nhiều khán giả đau tim. Chính ở những giây cuối cùng. Màu đẹp. Yeah. Lần đầu tiên mới thử sức với món này à. Xin mời. Và thầy thấy như thế nào ạ? À? Món ăn này nó có một cái vị tương đối là đậm đà để đậm mình đà. Có thể dùng kèm với cơm. Bạn được phủ một lớp trứng trên mặt, nó có màu vàng đẹp, nhưng mà ở đây bạn lưu ý là bạn phủ nó hơi dày. Dạ. Yeah. Và điểm số thầy ạ, phải chăng đó là ở đây thầy cho bạn 8 điểm. Chúc mừng bạn. Bác trai ơi, bác trai thấy món này như thế nào ạ? À? Nếm ngày hôm nay nói chung đứa nào cũng khéo hết, đứa nào nấu đều ngon. Thôi vậy để bác cũng tặng con cái này. Một like. Năm chánh. Thật sự là anh nói với em là cái lớp trứng ở trên này nè nó mỏng, nhưng mà thật sự cái sở thích của em là em ăn rất là dày. Em muốn dày. Bởi vì em mà nói cái này là em sẽ nói mẹ em là mẹ ơi làm cho con cái mặt hai trứng để cho nó dày lên như vậy. Cảm xúc của Nghi là biểu cảm ạ. Rớt nước mắt hay là hạnh phúc quá hay là ồ ngạc nhiên. Và đó là không phải dày nhưng mà là như dày. Không muốn ăn nữa. Chúc mừng bạn Thanh Tâm. Và như vậy thì chắc chắn món ăn cuối cùng là của bạn Quỳnh rồi. Xin mời bạn. Thịt ba chỉ lắc dùng kèm với dưa chua. Trời đẹp quá. Cảm mời ơn Quỳnh. Bạn Quỳnh. Đẹp quá ha. Hấp dẫn. Dạ, bây giờ xin mời thầy cũng như bác trai và Bi. Mình phải ăn với ngay cái miếng da đó bà ơi. Giống mấy giòn. Thịt mà qua tay bé Quỳnh cái nó làm như heo, nó thành heo rừng luôn. Thơm, chú ăn chú nói Huy đừng thèm. Dạ không, dạ. Tôi không chịu được mà. Tôi không thể thèm gì đâu. Ở đây tôi có nhận xét về món ăn này là có một sự sáng tạo ha. Chúc mừng món ăn của bạn rất là thành công. Và thầy nghĩ đây là cũng là một cái ý tưởng để thầy sẽ có món mới cho thực đơn ở nhà hàng của thầy. Dạ. Và số điểm thầy dành cho bạn Quỳnh đó chính là 10 điểm. 10 điểm. Bác trai ơi, bác muốn kiếm cái này nó dở chỗ nào để mà chê bé Quỳnh, mà thực sự nó không có điểm nào đâu. Chắc đợt này bác phải cho cái này đi ha. Còn anh chàng nhân vật chính đổ một hồi hộp rồi. Thở dài ngao ngán. Chắc là món này hiện tại nó đang ở đứng đầu. Vậy là cả ba món ăn đã được thưởng thức xong rồi. Và bây giờ xin mời Đăng Khoa hãy quyết định hai cô gái sẽ bước vào vòng chinh phục. Lời đầu tiên thì cho Bi cảm ơn ba bạn đã nấu ăn để cho Bi thưởng thức. Về Trang, cái món của Trang thì Bi ăn Bi cảm thấy được là nó có thể ai khen, nhưng mà riêng khẩu vị của Bi thì Bi lại không cảm thấy nó thật sự là vừa ý mình lắm. Còn về Tâm thì đây là món đầu tiên của Tâm nấu. Nó hợp với cái sở thích của Bi. Nhưng mà nó lại những cái nêm, tất cả mọi thứ thì nó lại chưa được xuất sắc cho lắm. Còn Quỳnh nấu ngon, nhưng mà trong đó thì vẫn có một cái là nó hơi bị chua quá. Và bây giờ thì
Bi vẫn muốn được thưởng thức món của Quỳnh nấu một lần nữa. Như vậy là chúc mừng bạn Quỳnh, bạn lại tiếp tục có cơ hội bước vào vòng thứ ba. Trang, cảm ơn Trang vì tuy là nó không có hợp khẩu vị của Bi, nhưng mà Bi cảm nhận được là Trang đã rất cố gắng để mình hoàn thành cái món đó cho Bi. Nhưng mà rất tiếc rằng Bi sẽ phải tiếp tục dùng món của Trang một lần nữa. Như vậy là bạn Thùy Trang tiếp tục là cô gái thứ hai bước vào vòng trong. Chúc mừng bạn Thùy Trang. Chúng ta sẽ phải chia tay với Thanh Tâm. Xin mời Thanh Tâm. Bạn. Thật sự là xin lỗi Tâm nhiều lắm. Khi mà theo dõi Tâm thì biết là những cái tâm huyết, những cái thật sự là những cái đầu tiên, những cái gì mà chưa từng làm. Từ cái đập trứng đi cũng thấy được là Tâm chưa bao giờ biết đập trứng một lần nào cả. Thật sự thì em đến với chương trình ấy thì cũng không có đặt nặng vấn đề là mình được chọn hay không. Tại vì từ đầu ấy là ba chị đều là biết nấu ăn, đều là người phụ nữ của gia đình. Còn em thì em cũng khá là ham chơi, cho nên em nghĩ là em được loại ngay từ vòng đầu rồi, chứ không phải là vô tới cái vòng này. Cho nên không còn gì phải ngại với em hết. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn bạn rất là nhiều, xin mời bạn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào vòng 3, đó chính là vòng chinh phục. Và thưa quý vị, như vậy chúng ta đang tới với vòng thi đấu căng thẳng nhất, vòng thi đấu cuối cùng. Và tại vòng này thì anh chàng Đăng Khoa sẽ là người yêu cầu một món ăn mà anh ấy cảm thấy là muốn ăn nhất. Nào Đăng Khoa, bạn sẽ yêu cầu món gì ạ? Đó chính là món cua rang me. Cua rang me, wow. Và bây giờ là một đoạn clip ngắn về món cua rang me này, xin mời. Nói đến cua thì không một tín đồ mê hải sản nào có thể bỏ qua. Và món ăn được nhắc đến nhiều nhất đó chính là món cua rang me. Với hương vị đặc biệt thơm ngon ăn một lần là ghiền, nên hầu hết nhiều người tìm đến các nhà hàng lớn để thưởng thức cua rang me. Nhưng sẽ thú vị hơn nhiều nếu bạn tự vào bếp để làm cho những người bạn yêu thương thưởng thức. Sau đây, ẩm thực Kỳ Duyên sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm món cua rang me chua ngọt ngon hết sảy này nha. Hãy bắt đầu với việc sơ chế các nguyên liệu, cắt nhỏ hành lá, hành tây và ớt. Cua được làm sạch các móng, đầu bếp có mách nhỏ rằng càng cua đập hơi nứt thì chiên sẽ không bị nổ. Tiếp theo, cho nước ấm vào me dằm nhuyễn. Lọc qua rây lấy nước cốt, nêm gia vị để thêm đậm đà. Và bây giờ, bí quyết tạo nên hương vị thơm ngon cho món ăn đó là nước sốt me. Vi thơm tỏi cho nước cốt vào đảo chậm với lửa nhỏ cho đến khi nước có màu vàng sẫm sền sệt như thế này nhé. Ôi ngửi mùi thôi đã thấy chảy cả nước miếng rồi. Tiếp đến là tẩm bột cua, áo đều bột vào phần thịt, gạch bên trong mai cua. Dầu nấm chiên bình cua từ 2 đến 3 phút rồi mới thả mai cua vào cho đến khi chín vàng. Màu đỏ của cua chín kết hợp với màu vàng của bột chiên trông thật là hấp dẫn quá đi thôi. Cuối cùng cho cua vào nước sốt me và sốt khoảng 2 phút để thịt cua thấm. Ta-da! Như thế này đã đủ khiến cho bạn thèm cua chưa nào? Vị chua của sốt me, vị ngọt của đường, cay cay của ớt, thơm nồng của tỏi hòa quyện với thịt cua thanh ngọt ngập tràn trong miệng. Ôi bạn sẽ ngất ngây cho mà xem. Và dĩ nhiên trong đoạn clip vừa rồi các bạn đã có cái nhìn bao quát về cách chế biến món này rồi. Và một nguyên liệu trong đó đó chính là cái bột mà khi mà mình áo ở ngoài cua đó là bột chiên giòn đó. Thì chúng tôi sẽ không cung cấp các bạn. Các bạn phải vượt qua thử thách các bạn mới có được bột này. Thử thách ngày hôm nay của chúng ta mang tên là vui lòng nhẹ tay. Và thưa quý vị, đây là trò chơi vui lòng nhẹ tay của chúng tôi. Bàn tay của Diệu Nhi đang cầm một cọng dây. Và chàng trai, anh chàng Đăng Khoa, Bimax sẽ ngồi vào vị trí của Huy. Khi hiệu lệnh bắt đầu, cô ấy sẽ thả nhẹ cọng dây vào. Trong trường hợp hơn đó, em xin lỗi anh Huy rất là nhiều. Chúng ta phải thả từ từ, nhẹ nhẹ, canh khoảng cách thật là hợp lý. Đáy mâm và đỉnh đầu phải càng gần nhau càng tốt. Nếu trong trường hợp vừa rồi thả xuống miếng nữa nhỉ? Như thế này là các bạn trở thành người thua cuộc, bởi vì khoảng cách từ đáy tới đỉnh đầu của Bimax
là không. Mỗi cô gái sẽ có 3 lượt chơi. Và nếu bạn nào có khoảng cách là thấp nhất, các bạn dĩ nhiên giành được nguyên liệu đó chính là bột chiên. Bi Mắt ơi, dạ, bạn chọn ai trước ạ? Dạ em vẫn chọn màu vàng trước ạ. À bạn Huynh, xin mời Huynh. Thưa quý vị, lượt đầu tiên của bạn Huynh, 3, 2, 1, thả. Một lần thả. Gương. À. Rồi kéo lên, bạn Trang vào vị trí. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1 thả. Rồi kéo lên. Rồi tiếp theo, sẵn sàng 3, 2, 1 thả đi. Lên ạ. Rồi Trang, bạn đang bất lợi thế nha Trang nha. 3, 2, 1 lên. Quỳnh, lần cuối cùng ấy. 3, 2, 1 ôi phạt, ôi phạt. Lên Trang, 3, 2, 1 bằng Bi rồi, cảm ơn. Rất là tiếc. Có xa không Bi ơi? Ổn, ổn, ổn Bi. Em nhớ ở đây là đâu không Bi? Dạ đây, đây là đâu ta? Rồi, ổn rồi, ổn rồi. Như vậy chúng ta không cần phải đếm nhiều nữa. Chúc mừng bạn Huynh. Như vậy bạn Huynh sẽ là người chiến thắng trong cuộc thử thách này và nhận được nguyên liệu quan trọng đó chính là bột chiên. Và thời gian 30 phút bắt đầu. Mạnh tay ra, đúng rồi, mạnh tay ra, đúng rồi. Lần đầu làm mà nhìn các bạn làm rất khéo. Cái này con chưa rây nè. Vâng, bây giờ con phải rây ạ. Con nấu sôi lên để con rây. À, mỗi người cắt ha. Như thế thì cái hột này nó sẽ mình có thể cho nó ra hết được ạ. À. Nó sẽ sạch hơn. Có kinh nghiệm, có kinh nghiệm hơn bé trai. Tranh thủ làm phần sót nhé. Cái gạch này chính rồi nè. Trời, cua gạch không. Theo thầy, những cái mẹo nhỏ trong quá trình chế biến món cua rang me này như thế nào ạ? Đối với cua nói riêng hoặc nói chung với các món hải sản thì khi mình chiên thì mình nên áo qua một lớp bột để nó sẽ giữ được cái nước ngọt từ trong cái phần hải sản, nó không có bị ra ngoài. Trong cái phần bột chiên giòn mình thì có gia vị, cho nên ở đây mấy bạn sẽ cân đối làm sao mà mình đối với gia vị cho nó hợp lý để nó không có bị nhiều mặn quá. Các bạn còn thời gian là 20 phút ạ. Wow, thơm lắm. Bên đây phi hành thơm, bên kia chiên cua thơm. Wow, đã đến lúc làm sốt rồi. Quá. Rất là thơm anh Huy ơi. Các bạn chỉ còn thời gian là 10 phút, hãy nhanh tay lên ạ. Ôi, sao thế ạ? 10 phút thôi ạ, nhanh lên ạ. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá, hãy nhớ làm chín cua nha. Cẩn thận nha. Hai mùi hoàn toàn khác nhau. Bên đây là mùi sao anh Huy? Mùi ngọt nhiều hơn. Chỉ sợ hơi chua là anh sẽ không ăn được. Và nó sẽ bớt chua hơn. Thầy ơi, có một câu hỏi là nếu chúng ta làm nước sốt quá chua thì mình giải quyết bằng cách nào ạ? Mình có thể nêm thêm một ít đường vô, sử dụng vừa phải. Đừng nói chè là được. Chua quá. Trời ơi. Nếm xong rồi tự thấy mình chua quá luôn. Các bạn chỉ còn 5 phút cuối cùng. Cố lên, cố lên. Bi ơi. Dạ. Món sốt chua ngọt chuẩn bị của em là sẽ thiên về vị gì? Theo cái khẩu vị của em thì nó hơi chua chua ngọt ngọt. Và nếu mà nó có hơi the nữa thì dễ ăn hơn. Ngọt ngọt the the. Và hai cô gái chúng tôi đều đang có một cái vị đậm đà nhất, đó là vị chua. Càng ngày càng chua. Ôi. Sao tôi nhìn vẻ mặt của bà kêu hoang mang quá vậy? Em thấy rất là ok. Mùi thì thơm rồi đó. Còn ok. Mỗi người mỗi kiểu luôn đó thầy ơi. Dạ, hấp dẫn quá vậy đó. Bạn Quỳnh đang chuẩn bị tỉa một củ cà rốt hành tỏi tháp đúng không?
Em đang vẫn lo cái sốt này hơn. Nếu mà không kịp thời gian thì chắc là sẽ không trang trí được. Đúng rồi, cái món này quan trọng nhất là cái sốt các bạn à. Cái sốt là quan trọng nhất. Và cái sốt các bạn, tôi quan sát thấy nó vẫn còn đang rất là lỏng. Em muốn cho nó ngấm á. Bây giờ là nó đặc và vừa. Ồ oh. Đúng mà thôi. Đúng. Chuyện thay đồ hả? Bạn thay đồ với MC à? Ừ. Chúng tôi chỉ là những người thử để đảm bảo an toàn cho thực khách thôi mà. Các bạn còn 2 phút. Nếu không kịp thì chúng ta có thể bỏ qua công đoạn trang trí. Wow, rất hấp dẫn nha anh Huy ơi. 1 phút cuối cùng, không hơn à. Đổ wow. ra dĩa đi. 30 giây cuối cùng. Không kịp làm gì hết trơn. Cẩn thận nha. 20 giây cuối cùng. Quỳnh ơi, món ăn của bạn vẫn chưa lên dĩa. Quỳnh ơi, cố gắng lên nè bạn Quỳnh ơi. Nhanh lên nè à. Chúng ta không còn thời gian để trang trí nữa rồi Quỳnh ơi. 15 giây. 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt giờ. Thời gian. Nào xin mời chàng trai Đăng Khoa hãy chọn món ăn đầu tiên ạ. Của ai ạ? Dạ, hồi nãy chọn Quỳnh rồi thì bây giờ mình sẽ chọn Trang. Xin mời Trang. Mời bạn Thùy Trang. Wow. Xin mời thầy và xin mời bác ạ. Cua phải xài tay thôi. Đúng rồi, tự nhiên đi, phải xài tay. Wow. Cái con cua này không biết nói làm sao, tự động hên quá, nó là cua cốm nó đang lột á. Dạ. Trời ơi, miếng thịt của nó nè. Trời ơi, nó ngon, gì nó ngon. Xin phép mọi người nha. Wow. Wow. Một sự tra tấn rất ngọt ngào. Trời ơi, cái càng kìa. Thầy thấy sao ạ? Cái phần trang trí thì bạn làm rất là đẹp. Rồi cái phần sốt bạn cũng vừa phải trên cái phần ăn này. Nó không quá ít, nó không quá nhiều. Bạn có một cái lỗi nhỏ, nhưng mà từ cái lỗi đó nó có thể ảnh hưởng tới cái món ăn của bạn. Là cái phần hạt me. Trong quá trình bạn nấu sốt thì bạn nhớ là bạn phải rây bỏ phần hạt me đó. Tại vì trong cái hạt me nó sẽ có một chút vị đắng khi mà mình nấu lâu. Nó làm cho cái sốt mình nó bị mất ngon. Tương đối là có một món ăn khá thú vị. Dạ. Còn bát trai ạ? Cái này mà giá như á, giá như hành con là đừng làm chín quá. Tại hành mà làm chín quá nó ra nước. Còn chua thì miếng đầu chua mà làm như nó ngọt cái tình của con làm á. Cho nên nó chan hòa được. Để bác thì bác cho con cái này nào. À. Theo cái khẩu vị của Bi thì cái món này nó hơi chua. Bình thường thì có một cái món nữa là đậu phộng. Đúng rồi, mình có thể cho một ít đậu phộng rang giả cho lên thì nó ngoài cái chua cái ngọt thì nó tăng thêm độ bùi độ béo lên, hấp dẫn hơn. Biểu cảm của Đăng Khoa là gì ạ? À, biểu cảm của em đây. Cho món này hài lòng. Và cái điểm số của thầy Đăng Tuyên là 9 điểm. Cảm ơn món ăn của bạn Trang. Và bây giờ sẽ là món cua rama của bạn Quỳnh. Xin mời bạn Quỳnh. Món cua bạn Quỳnh cũng còn nguyên con, đầy đủ càng chân. Dạ, xin mời thầy ạ. Bạn vẫn nếm nước sốt trước, quan trọng nhất là nước sốt. Và thầy cũng vậy. Nhưng mà anh ngon nhờ sốt. Và sau khi thầy nếm xong rồi, cái vị đầu tiên thầy cảm nhận là như thế nào ạ? À, cái phần sốt ở đây thì cũng giống Trang luôn, cũng chua, nó thiếu một chút độ ngọt và độ đậm đà ở đây. Nhưng mà đặc biệt với bạn Quỳnh, bạn có cái cách xử lý cái hành tỏi ban đầu, bạn xào trong dầu khá là kỹ để cho cái phần hành tỏi nó vàng và nó giúp cho cái phần sốt nó có vẻ là thơm hơn. Và bác trai thì sao ạ? Giờ là khó nhất nè.
tại nó ngang ngửa trơn. Một đứa thì xào tỏi chín cho nó bán mùi cua, một đứa thì giữ nguyên truyền thống. Dạ. Nó hai cái khác. Còn Khoa à? Không biết tại sao, chắc là tại vì có một chút xíu may mắn ở trong đây, là tại vì con cua của Trang có, em có cảm giác là ngon hơn con cua của Quỳnh à. Có thể là cái nguyên liệu. Còn cái nước sốt thì cái kia thì mình nếm vô thì nó lại chua ngay xong rồi cái hậu nó lại ngọt. Còn này là nếm vô là ngọt ngay, nhưng mà cái hậu là chua. Hậu chua. Ồ, ngộ ta. Ngộ lắm. Như vậy thì với số điểm chuyên môn thì thầy sẽ cho bao nhiêu điểm ạ? Mấy bạn nấu một món ăn lạ thì mình nên có điểm khuyến khích. 9 điểm. Chúc mừng bạn Quỳnh. Biểu cảm của bác trai ạ. Chú công trời. Biểu cảm của bạn Đăng Khoa với món này của bạn Quỳnh là... À, bằng nhau. Và trước khi đến với quyết định cuối cùng của bạn Đăng Khoa, thì bây giờ chúng tôi sẽ để cho bạn Đăng Khoa cũng như bác trai và thầy Tuyên một khoảng thời gian nho nhỏ để thảo luận, hội ý với nhau. Xin mời ạ. Bây giờ là quyết định cuối cùng. Thật sự thì Bi rất là cảm ơn Quỳnh và Trang đã đến đây để cùng tham gia cái game show ngày hôm nay chung với Bi. Dù như thế nào đi nữa thì vẫn mong hai người sẽ thật sự vui. Bi cảm nhận được là Trang là một người rất là tình cảm, từ cái cách nấu rất là chú trọng đến cái khẩu vị. Có hay hỏi Bi là ăn cay được hay không. Cảm ơn Trang. Còn Quỳnh thì Quỳnh rất là tinh tế, Quỳnh rất khéo léo. Bi là người Nam mà Quỳnh lại là một người Bắc. Thật sự rất là khó khăn trong cái việc nêm nếm, nhưng mà Quỳnh cũng tìm hiểu về khẩu vị của Bi để nêm theo cái khẩu vị của Bi nhất. Và Bi cũng cảm ơn. Bi sẽ để hai cái icon này, và cái người nào nhận được trái tim sẽ là người cuối cùng. Ok, mình mời đưa tay ra sau ạ. Phía trước 3, 2, 1, xin mời. Như vậy kết quả đã có, bạn Quỳnh đã được bạn Đăng Khoa ngày hôm nay lựa chọn là cô gái cuối cùng của mình. Xin chúc mừng bạn Quỳnh, và ngay bây giờ xin mời bạn Quỳnh vào trong để có thể chuẩn bị một món quà dành tặng cho bạn Đăng Khoa ngày hôm nay. Xin mời bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ dành ít phút cho bạn Thu Trang. Xin mời ạ. Xin chia sẻ thật á, đây là chương trình thực tế đầu tiên á mà Trang tham gia, lại được nấu rất là nhiều món ăn. Cái món ăn mà mình thích, cái món ăn mà bạn đã thích, có thể là trước giờ chưa bao giờ nấu món ăn đó lần nào hết. Bi rất là cảm kích, tại vì trong lúc mà ngồi bên đây Bi quay qua thấy Trang rất là hoang mang đó, hoang mang đó, đó. Đó, nhưng mà nhìn rất là đáng yêu. Cảm ơn Trang nhiều. Dễ thương quá. Cảm ơn bạn Thùy Trang rất là nhiều ngày hôm nay đã tham gia chương trình. Bi ơi, sẵn sàng như nào? Bây giờ sẽ là món quà mà bạn Quỳnh đã chuẩn bị cho bạn. Xin mời anh quay lại được không ạ? Dạ mời anh, à mời ạ. Mắc cỡ kìa. Dễ thương quá. Anh cảm thấy thế nào ạ?
đây là cái ước mơ của anh hồi nhỏ thôi, nhưng mà thật sự là mình cũng muốn cố gắng theo đuổi nó lắm. Nhưng mà có thể là tại cái duyên và cái nghiệp mình buộc mình phải làm một cái việc khác, cho nên là mình cất cái ước mơ này lâu lắm rồi. Em ngày nhỏ cũng có ước mơ là làm tiếp viên hàng không đấy ạ. Em cũng thích bay lên bầu trời. Dạ, anh cũng thích bay lắm. Rất là vui và cảm ơn em nhiều lắm. Như anh đã được thực hiện một phần nào đó ước mơ của mình, thì anh vẫn mong rằng em ngày hôm nay, cái này như là một điều ước, anh với em cùng nhau viết một cái điều ước của mình. Và khi mà mình phóng máy bay này đi, biến ước mơ của mình thành sự thật. Dễ thương. Hãy nhìn đôi trẻ kìa Nhi, bác ơi. Trời ơi, ấm lòng kìa. Ấm lòng. Đúng là niềm vui của những bậc phụ huynh là thấy con cái của mình thực hiện được ước mơ của mình. Nó làm như nó ước ước lên mắt. Yeah. Thấy con vậy đó ha. Mơ nào cái ầu ơ dí hồng. Rồi. Còn bây giờ thì sẽ phóng thẳng nha. Vâng. Thật tay nhá. Thật cao vào. 1, 2, 3. Chúc mừng con. Và chúng tôi lắng nghe ước mơ của hai bạn. Chúng tôi cũng quyết định là sẽ cấp học bổng cho ước mơ của hai bạn. 20 triệu đồng. Em muốn hỏi là anh có thích nấu ăn lắm không? Nấu ăn không phải là sở trường của anh, nhưng mà để nấu cho em thì anh sẵn sàng. Thời gian hoa này bắt đầu. Hay quá. Định quen rồi. Đón xem tập 2 ẩm thực kỳ duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7. Đừng quên đón xem chương trình vào tuần sau. Khung giờ quen thuộc đó chính là tối thứ sáu hàng tuần lúc 20:30 trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Địa phương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.